Bây giờ đã không làm mất thời gian của quý vị khán giả nữa, xin mời hãy đến với vòng 1 có mang tên Xuyên Thấu. Đây, ba dáng hình, không biết là cảm nghĩ của hai vị khách mời ngày hôm nay như thế nào? Em á, em nghĩ là cái anh ở giữa chắc là anh sẽ nhỏ con lắm. Bởi vì khi mà người nào mà nhỏ con á thì họ sẽ hay cao rộng che, phát đúng không? Hãy che những cái khuyết điểm của mình, cho nên là đứng rất là dang tay dang chân ra để cho cảm giác rất là to. Nói chung là ý em đó là anh đó là mỏng cơ mà khoác cái áo để giá vàng đúng không? Đó, em nghĩ vậy đó. Và để cho mọi người dễ hình dung hơn thì xin mời các bạn trên đây sẽ có một đoạn ngắn giới thiệu về mình. Xin mời người đầu tiên ạ. Xin chào, mình tên là Min Woo. Min trong tiếng Hán có nghĩa là cục đá. Woo ở đây nó là thời gian. Ý nghĩa của tên mình có nghĩa là cho dù có là một cục đá xấu xí đi chăng nữa thì trải qua một khoảng thời gian, cục đá đó cũng sẽ trở thành một viên ngọc sáng và rất là quý giá. Mình đến với chương trình Giác quan thứ 6 vì mình tin chắc rằng Giác quan thứ 6 là một cái gì đó rất là ly kỳ và bí ẩn. Nó giống như là cảm tính của con người với nhau. Thì khi mà chúng ta nói chuyện với đối phương thì có thể hiểu được phần nào đó của đối phương. Lan nghe phát âm á, là bạn có những cái âm ví dụ như là âm gì á, bây giờ, làm gì đồ á, thì giống như mấy đứa nít mà còn đi học cấp 1 vậy á chị. Nói không có chuẩn gì đúng không? Họ phát âm rất là chuẩn. Tập đọc á. Cô giáo dạy sao là nói y chang vậy luôn á. Nên chắc là bạn này có vẻ là cũng có vẻ là hơi nhỏ tuổi. Chắc bạn này cũng gương mặt chắc cũng có lẽ là hơi baby á, tại vì cái giọng nói còn trẻ lắm. Nói chung anh này là cũng sẽ có gương mặt là cũng đẹp trai đó. Những cái nét rất là đẹp đúng không? Mắt hai mí rồi mũi dọc dừa. Tại cái giọng nói rất là tự tin. Xin mời bạn thứ hai ạ. Biệt danh của tôi là Vẩu. Đây là cái tên mà khi còn đi học mọi người hay chọc. Và tôi cảm thấy rất là mắc cỡ biệt danh này. Qua cái biệt danh này thì có thể mọi người sẽ đoán được tôi là ai trong ba bức hình. Riêng về giác quan thứ 6 của người phụ nữ thì tôi nghĩ đó là cảm xúc dữ dội, đặc biệt, mãnh liệt, thay đổi thất thường và vô cùng khó đoán. Cũng có lẽ là bạn này cũng còn trẻ. Không, em thì nghĩ bạn này á, là sẽ có tuổi đời sẽ lớn hơn bạn lúc đầu á. Tại vì với cái giọng nói từ tốn như vậy á, thì có lẽ là bạn trải đời nhiều hơn. Xin nhắc lại là cái nickname của bạn là Vẩu. Như vậy là nếu mà có cái hình thì chắc có lẽ là sẽ dễ ghép mặt bạn vô hơn. Nhưng mà biết đâu được cái hình đó bạn đã đi làm răng rồi thì sao? Dạ nói cũng đúng ha, nhiều khi người ta làm răng rồi. Bây giờ người ta làm răng sứ bình thường à. Dạ. Đúng rồi. Vậy chút giờ bạn nào mà cười có răng sứ là gắn vô liền. Mình nghe bạn kế tiếp được không? Xin mời phần giới thiệu của chàng trai cuối cùng. Tôi có biệt danh là Tom. Chắc hẳn mọi người đều biết một bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng, đó chính là Tom and Jerry. Có một điều đặc biệt là Tom rất thích một người phụ nữ yêu âm nhạc và có tư duy về âm nhạc. Bởi vì đối với mình, một người phụ nữ có tư duy về âm nhạc thì suy nghĩ của họ rất là hoạt bát, nhanh nhẹn. Cái nhìn về cuộc sống của họ có nhiều màu sắc hơn. Và chàng trai cuối cùng có nói về âm nhạc. Mà nói về âm nhạc thì ai bằng chị Ngọc Lan nữa. Trời ơi thiệt, một bụng luôn. Thật sự luôn, đỉnh cao âm nhạc là đây. Đừng có coi thường Khánh Chi, đứng cái bên khó chịu. Không chị Chi, là ca sĩ đó rồi. Anh Vinh, anh quay với em biết bao nhiêu phim rồi mà anh không có thấu hiểu cái khả năng âm nhạc của em gì hết trơn á. Không phải, tại vì em thấy cái bạn trai này bạn đánh giá quá cao những bạn gái nào mà có khả năng về âm nhạc. Em sợ chị Lan, chị giận, chị bỏ về. Đó. Nên em mới nói là chị Lan hãy hát một câu chứng minh cho mọi người biết là mình hát hay. Để chị vẫn tiếp tục chương trình. Hát một câu đi, tặng cho ảnh đi. Không, mình nên bỏ qua đi dạ. Mình nên khó bỏ qua. Bỏ qua. Mình hãy tha thứ cho nhau đi dạ. Nãy giờ chị có lỗi với em nhiều lắm, thì chị xin lỗi em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử cảm nhận xem. Bạn này là cái giọng chững chạc đó. Với cái cách phát âm mà bắt cá gô bỏ gỗ kêu gột gột kiểu này á, là dân miền Tây rặt nè. Mà giọng nói thì trầm ấm như vậy á, thì chắc cái dáng người cũng đậm. Nó là cũng hơi, cũng dày cơm, cũng đậm đà và nước da chân mày sẽ này ngâm đậm ngâm đó. Chân mày đậm. Dạ, chân mày là sẽ đậm, đúng rồi đó. Cùng quan điểm với lại chị Khánh Chi luôn. Mà anh này nước da không trắng. Ngâm ngâm thôi chị ha, con trai miền Tây là trắng. Da ngâm ngâm. Xin mời ba gương mặt. Trời ơi, sao nhìn ai cũng baby hết vậy trời. Sao nhìn ai cũng baby hết vậy. Em thấy cái đặc điểm dễ nhận dạng rồi nhất đó là cái Vẩu đó. Vẩu. Vẩu nè, anh số 2 cái Vẩu y chang như cái người đứng trong đó đó. Nhưng mà cũng không loại trừ cái khả năng thì dạ nói là đã phẫu thuật phần hàm rồi. Bạn có nickname Vẩu là hình số 3 nè. Còn bạn có nickname Tom là hình số 2.
Chị đã đưa ra cái lựa chọn của mình. Chị chốt chưa ạ? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ là sự lựa chọn của người đẹp Khánh Chi. Minh Gu là vị trí số 1. Rồi. Khánh Chi đón Vẫu số 2. Vẫu số 2. Tôm số 3 luôn. Chốt. Rất hợp lý nha. Cái anh số 3 này nói chuyện rất là chuẩn chạc. Mà con mắt của ảnh á, anh nói chuyện, cái con mắt ảnh là phải nhìn người đối phương thì mới hiểu được, mới nói những cái từ trải lòng. Người âm nhạc phải làm thế nào kia, phân tích rất là tỉ mỉ. Thì cái cậu số 2, cái mặt rất là non mà cái kiểu mà dễ thương này, thì không bao giờ nói những cái từ ngữ sâu sắc như vậy. Đâm ra Khánh Chi chọn số 2, số 3 đúng vị trí luôn. Rồi. Nhiều khi với kinh nghiệm của một người đi trước ở trong nghề. Tôi mới 27 tuổi đi trước gì. Em mới có 12 tuổi à. Trời ơi. Bởi vì là cả hai đều chọn số 1 là Minh Vu, cho nên chúng tôi xin phép mở tấm màn đầu tiên là số 1. Bức màn đang từ từ kéo lên. Cái này số 1 và số 2, số 2 và số 1 đó nha. Đó, em cũng đang nghi vậy đó. Em đang nghi số 2 là số 1 là đó. Là cố tình cho bộ hở cái miệng ra để cho mình đoán lầm. Đúng rồi. Rồi. Chính xác hả? Chính xác. Đúng rồi. Xin chúc mừng cả hai bạn. Chúc mừng hai chị đã mang về cho mình 5 điểm đầu tiên cho mỗi người. Yeah. Minh Vu chính là gương mặt thứ nhất. Bây giờ nè, chúng tôi sẽ mở hai tấm màn cùng một lúc. Người nào đúng là đúng hết, mà là sai là sai hết. Vén lên nào. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Một là ăn cả, hai là ngã về không. Kết quả là chưa thấy mà. Khánh Chi đúng. Khánh Chi đúng. Cảm ơn chị Chi. Đúng hết luôn. Quá xuất sắc. Trời ơi, trời ơi. Không hổ danh là đàn chị trong nghề đấy chứ. Lần đầu tiên chương trình của chúng tôi đã cố tình sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3 như vậy để đánh lừa khách mời. Vậy mà vẫn không thể nào đánh lừa được chị Chi. Tại biết sao không? Tại Khánh Chi bị lừa nhiều quá rồi. Chị bị nhiều quá, lừa quá rồi, không thể nào để cho ai lừa nữa. Vậy thì nhờ cái giác quan của chị mà chị đã đem về cho mình được 15 điểm. Xin chúc mừng. Còn Ngọc Lan thì bạn đang mang về 5 điểm nhưng mà không sao. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai. Và trước khi đến với vòng 2, tìm hiểu xem là những chàng trai này họ có cá tính ra sao và làm nghề gì, thì chúng ta hãy cùng người dễ lao trong vòng ít phút.